6 thực phẩm tốt cho người suy si giãn tĩnh mạch chân Thứ nhất là củ cải đường Ăn củ cải đường thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ bị suy si giãn tĩnh mạch hiệu quả Bởi trong củ cải đường nó có chứa một hợp chất tự nhiên được gọi là beta-cyanin Beta-cyanin này là một hợp chất của phyto chemical làm giảm mức homocysteine có trong cơ thể. Với người có hàm lượng homocysteine cao có thể làm tổn thương mạch máu và dễ hình thành cục máu đông. Thứ hai là gừng. Gừng được đánh giá giúp giảm các triệu chứng suy si dạng tĩnh mạch hiệu quả, nó giúp tăng cường lưu thông máu và hòa tan fibrin có ở trong máu. Với những người bị suy si dạng tĩnh mạch thì cơ thể thường không phá vỡ fibrin đúng cách dẫn đến xơ cứng tĩnh mạch thứ ba đó là nghệ thì từ xa xưa nghệ đã được sử dụng trong y học cổ truyền để làm thông thoáng mạch máu và thúc đẩy từng hoàng máu hiệu quả và đặc biệt thành phần chính đó chính là curcumin một thành phần hoạt chất trong củ nghệ nó sẽ giúp cơ thể tăng sản xuất oxit nitric từ đó tạo điều kiện cho máu được lưu thông tốt hơn thứ tư đó là nho nho đỏ và tím nó có chứa nhiều flavonoid và vitamin cùng với cái rohan cyanin oligomeric À, còn được gọi là OBC chất này được đánh giá có thể làm giảm tình trạng sưng tĩnh mạch chân thứ năm là quả quyệt bất và mâm xôi đây là các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tự nhiên giúp tăng cường sức bền của thành mạch cải thiện sức khỏe của hệ thống mạch máu và chống viêm quả mâm xôi đen có chứa nhiều cái lavonoid và nó có tên là rutin chất chống oxy hóa chống viêm bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Thêm vào đó, hàm lượng anthocyanin cao trong quả việt quất giúp tăng cường sức khỏe tổng thể của hệ tĩnh mạch bằng cách sửa chữa các protein bị hư hỏng có trong mạch máu. Thứ sáu, đó chính là quả bơ. Loại quả này rất tốt cho sức khỏe tĩnh mạch vì chứa nhiều vitamin C, chất chống viêm và vitamin E chất làm lõn máu tự nhiên giúp ngăn ngừa đông máu không chỉ vậy quả bơ còn giàu glutathione giúp bảo vệ tinh mạch chống lại những cái tác hại của những cái phản ứng oxy hóa hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé